Phần 28 Thằng Minh bên chị đầy thú vị. Cất xe xong tôi đi ra cổng, chị đang ngồi bên vệ đường tay nghịch nghịch cái mũ len màu hồng. Vừa thấy tôi chị đứng dậy choàng tay chị vào tay tôi, hai đứa xong bước từ từ hướng về phía bờ hồ. Ghé qua một hàng bán kẹo bông tôi mua cho chị hai cây kẹo bông, một màu xanh, một màu hồng. Chị vô tư lè lưỡi thưởng thức món kẹo bông ngọt ngào ngay giữa đường, một tay cầm kẹo tay còn lại vẫn vòng vào tay tôi, riêng tôi chẳng ăn gì cả, hai tay vẫn cho vào túi quần. Tôi thích Đà Lạt đêm vì lúc này tôi có thể cho hai tay vào túi quân chậm bước giữa đường chẳng phải lo xe cộ, chẳng phải nghĩ cách để sang đường, chẳng phải nghĩ cách đi thật nhanh. Khi hai cây kẹo bông của chị hết thì cũng vừa lúc hai đứa ra đến bờ hồ. Đêm khuya nhưng người vẫn còn ngồi giải rác bên bờ khá nhiều, một số ăn uống, một số trò chuyện, ca hát, đùa dẫn hoặc đơn giản là vài cặp đôi ôm chặt lấy nhau tâm sự. Chọn một chỗ khá sạch, tách xa những người xa lạ khác chị kéo tay tôi ngồi xuống để gia nhập đội quân đang bao vây mặt hồ. Trời lạnh ghê ha nhóc, mặt chị sắp đóng băng luôn rồi nè. Ừ lạnh thiệt. Hi hi nhóc chịu lạnh giỏi không? Hên xui. Chị chịu lạnh giỏi lắm đó. Biết rồi, tin không? Có nói gì đâu. Nhưng chị vẫn thấy lạnh lắm. Gì ngược đời vậy? Ừm chịu lạnh giỏi nhưng đâu có nghĩa hồng bị lạnh đâu nè coi tay chị đi lạnh cóng luôn nè chị vừa nói vừa tháo găng tay ra áp hai bàn tay lên mặt tôi đúng là tay chị lạnh thiệt rồi biết rồi đeo găng tay vào đi không chút thành kem luôn giờ hi hi đồ khùng kem đâu ra thì lạnh tay đóng băng thành kem ẻo vậy cũng nói mà kem này ăn không được đâu mà đòi ai đòi hồi nào chứ nói tay chị đóng thành kem chi ý đồ đòi ăn kem chứ gì thôi đừng có xuyên tạc nhóc chẳng thích ăn kem đâu kem ngon mà ờ nhưng không thích cho lắm xịt mấy người không thích kem là những người ngốc nhất sao mà ngốc vì kem rất ngon ờ thì ngon người gì lớn rồi mà tối ngày cứ kem kem kẹo kẹo như con nít hi hi chị thích làm con nít mà ở ờ, thôi nhóc thua nói gì cũng nói được hết thì chị cười tôi cũng cười cười vì câu chuyện không đầu không đuôi ngộ nghĩnh như con nít nhóc sẽ làm gì nếu bây giờ nhóc là con nít chưa biết nhóc cũng chưa lớn lắm nên chưa có nhu cầu hồi xuân như chị Quính phù mỏ giờ ý nói chị già đó hả ha ha cái này tự chị nói nha xí tại nhóc có ý đó chứ bộ ờ ờ he he nhưng chị đâu có lớn lắm đâu chị còn trẻ mà đúng không chị dựa đầu vào vai tôi ừ thì con trẻ mà y như con nít như bây giờ đây nè thì chị thích làm con nít lắm chi vì con nít mới được chiều chuộng mới được người khác chăm sóc và bảo vệ chị ngừng một lúc rồi tiếp lời vì con nít sẽ không bao giờ phải lo nghĩ phải đau nhiều như nhóc của chị bây giờ nè bất giác tôi giật mình khẽ nhói nhưng bàn tay chị cũng kịp siết nhẹ bắp tay tôi ừ cũng đúng nhóc đau nhiều lắm đúng không Ờ, vậy sao nhóc thích cười ở ờ, không lẽ khóc hình như chị không bận tâm đến lời nói của tôi chị chỉ thích hỏi theo ý của chị thôi vậy sao nhóc cứ giả bộ không bị đau hoài vậy giả bộ hồi nào vì nhóc cười với chị suốt nè ở ờ, thì hôm kia chị đâu có cho nhóc buồn không cho nhóc buồn chứ đâu có nghĩa bắt nhóc giả bộ cười. Vậy giờ chị muốn sao? Hi hi chị muốn nhóc cười nữa cơ, nói vòng vòng chẳng biết chị muốn gì. Thì đang cười nè, tốt, tôi thề là tôi chẳng biết chị đang muốn nói gì, muốn tôi làm gì. Từng câu chữ của chị cứ như đứa trẻ trò chuyện một mình, không quá nhiều nội dung nhưng cũng không dễ để bất cứ người lớn nào hiểu được. Chị ghét làm người lớn lắm, nhóc có ghét không? Ừ nhóc không ghét nhưng cũng không thích. Sao vậy? Có ghét hay thích thì cũng như không, cuối cùng vẫn phải lớn. Cứ tự nhiên cho khỏe khỏi lo nghỉ mệt óc. Ừm, phải chi có thuốc gì uống vô xong làm con nít hoài nhóc ha? Ờ, ừ, chị bị cuồng làm con nít rồi đó. Kệ chị, chị sợ làm người lớn lắm. Thật đó, cực kỳ sợ luôn. Chị lè lưỡi dùng mình như để tăng thêm tính thuyết phục của sự sợ làm người lớn ở thôi sợ thì đừng có làm người lớn. Hít, đang dáng làm con nít nè, cũng mệt lắm chứ bộ. Mệt thì đừng làm để mọi thứ tự nhiên cho khỏe. Xí, không tự nhiên được đâu, nói chuyện với nhóc tức muốn chết, ghét quá. Ờ, chị im lặng sau một hồi nói lung ta lung tung với thằng ngố như tôi, có vẻ chị bỏ cuộc thì phải. Giờ có một trăm thằng như tôi ngồi đây cũng chưa chắc hiểu được chị nói chi là tôi. Một người kỳ lạ chị cảm thấy ganh tị với nhóc. Vụ gì nữa? Vì nhóc sắp thành người lớn, là sao? Chị cũng cảm thấy ganh tị với bé Thi. Lại nói chuyện chẳng thèm để ý người khác nói gì. Tại sao? Vì bé Thi chọn đúng người để yêu, rất xứng đáng. Thật đó, chị rất ganh tị. Không tốt như chị nói đâu. Không, chị cảm thấy tốt, nhóc yêu hết mình, nhóc làm tất cả vì bé Thi ít nhất nhóc tốt nhất đối với bé thi có lẽ vậy chị từ từ ngả đầu nằm lên hai chân tôi hai tay đan trước ngực nhóc có hối hận khi để bé thi đi không tôi đưa mắt nhìn ra phí mặt hồ nhóc chưa biết từ trước giờ nhóc chưa bao giờ hối hận bất cứ việc gì nhóc đã làm dù đúng dù sai tốt hay xấu nhưng lần này thực sự nhóc chưa biết mình có hối hận hay không nữa nhóc sẽ không hối hận đúng không Chị xoay đầu tôi nhìn vào mặt chị. Ừ, có lẽ không. Chị biết mà, hay ta, papa chị nói làm đàn ông thì phải chịu trách nhiệm lời mình nói. Đàn ông không được hối hận vì việc mình đã làm mà phải tìm cách để làm điều tốt hơn. Chị muốn nhóc không được làm trẻ con nữa, nhóc phải nhanh nhanh làm người lớn như papa chị. Có vẻ papa chị là người tốt nhất phải không? Tất nhiên rồi, papa chị là good man. Vậy chị kể về papa chị cho nhó nghe đi. Hi hi sau này chị sẽ kể. Sao vậy? Vì chị không chắc về nhóc. Về điều gì? Về lòng tin. Lòng tin về cái gì? Lòng tin nhóc sẽ thực sự trở thành một good men. Chị phải tìm hiểu kỹ mới được. Coi bộ khó ha. Ừm, một good men rất khó. Khi nào nhóc sẵn sàng để học làm good men như papa chị sẽ nói với nhóc rồi, ok luôn. chị cười, đưa hai tay vỗ vỗ nhẹ vào má tôi. còn bây giờ nhóc nên học cách quên bé thi. tôi hơi bất ngờ, chẳng lẽ chị bỏ quên lời hứa của tôi và em sao? nhưng, nhóc nên quên, thật đó. nếu nhóc muốn làm một good men như papa, nhóc nên học cách quên bé thi. bởi vì một gót men của gia đình khác với làm một đàn ông tầm thường. sau này nhóc sẽ hiểu. nhóc không chắc hiểu được chị nhưng còn lời hứa chị từng nói chị ghét nhất thất hứa mà ừ chị ghét người thất hứa lắm nhóc vẫn sẽ giữ lời hứa với bé thi nhưng chị muốn nhóc quên để làm một gót men vì một good men mới đủ sức giữ đúng lời hứa của mình hơi khó hiểu hi hi chị cũng chưa hiểu nữa hích lời của chị nói mà chị không biết chị chỉ cảm thấy nên vậy thôi nhưng chị sẽ cùng nhóc tìm hiểu ờ vậy cũng được à còn nữa đó chuyện gì nhóc sẽ làm một người mạnh mẽ đúng không ừ thì ai cũng muốn làm người mạnh mẽ mà hì vậy chị sẽ làm người yếu đuối sao vậy vì nhóc sẽ là em trai em trai nghĩa là con trai con trai thì phải mạnh mẽ hơn con gái vì chị là chị gái mà trời tưởng gì ờ chị muốn sao cũng được chị của tôi là vậy đó những lời chị nói luôn mang điều gì đó trẻ con nhưng không dễ để hiểu. Cách sống và cách cảm nhận cuộc sống qua lời nói của chị luôn mang nhiều màu sắc bí ẩn, kỳ lạ nếu không muốn nói có gì đó hơi xa rời với thực tế cuộc sống. Nhóc ơi! Sao chị? Khi nào nhóc làm người lớn? Nhóc đừng khác nha! Là sao? Nghĩa là nhóc đừng như những người lớn khác. Nhóc hãy làm người lớn nhưng đừng quên cách sống của nhóc như giờ nè. Giống như cách nhó đối xử với bé thi ấy. Để làm gì? để chị còn kiểm tra nhóc có thích hợp làm một gút men như papa không đó. Ha ha, rồi ok, nhóc sẽ cố gắng. Hi hi hứa nha, ừ, chị vẫn ganh tị với bé thi lắm. Lại ganh tị nữa. Chứ sao, chị vẫn là con gái mà. Ganh tị chi không biết, chị nên hài lòng vì có người tốt gấp cả trăm lần nhóc kìa. Ai, papa chị. Papa chị không tính vô đây vậy còn một người ai anh phong chứ ai hả hả cái gì lo ganh tị với thi chị quên anh phong cũng đối xử rất tốt với chị sao không dám hắn rất đáng ghét ghét thiệt không ừ ghét thiệt mà ý nhóc đang nghĩ gì đó nghĩ về mối quan hệ của chị với anh trời ra là vậy hi hi cười cái rể biết mắc cỡ nữa hả không dám. Hi hi sau này nhóc sẽ biết. Biết gì? Bí mật. Mà nhóc đừng nhắc tới hắn nữa, lo cho nhóc kìa. Nhóc vẫn phải giữ lời hứa với chị đó, không được buồn nữa. Ừ, hứa rồi mà. Ừ ngoan. Chị ngồi dậy vươn vai. Oa oa chị buồn ngủ rồi, mình về đi nhóc. Mệt ghê nói chuyện với nhóc mệt muốn chết. Chị phải suy nghĩ đau cả đầu. Ở thì về. Ai mượn suy nghĩ nhiều rồi than không suy nghĩ sao được tự nhiên nhóc kể quá trời tự nhiên vướng vô tên nhóc con như nhóc mệt thiệt ờ thì sorry tự nhiên lôi chị vào chuyện của nhóc nhưng không sao cũng thú vị lắm ít nhất nhóc không như những người khác chị biết ây ra lỡ rồi đành chịu thui lèm bèm gì nữa đó chị nói lỡ làm chị nhóc rồi phải lo cho nhóc thôi ờ ờ cái này tự chị lo nha lo mệt đừng có than hi hi chị cứ than làm gì chị lo là lo mà than sẽ than lúc đó nhóc phải chịu trách nhiệm có vụ này nữa chứ sao ai biểu nhóc là em chị nhóc phải có trách nhiệm vì làm chị gái lo thôi mệt quá rồi coi như xui bị làm em chị được chưa tự nhóc biết số mình rồi hi hi uýnh phù mỏ giờ may mắn lắm mới được làm em chị đó nha nhó con thôi nha nhóc được rồi thêm chữ con chi nữa Hi hi nhóc con nhóc con. Chị vừa trêu vừa quay lưng chạy đi, tôi cũng mỉm cười đuổi theo chị. Mang giày cao gót mà chạy cũng nhanh ớn, làm tôi đi kế bên mà cũng phải làm bộ đang chạy thiệt nhanh. Chạy được một lúc tự nhiên chị ngồi thụm xuống đất, tôi đành dừng lại ngồi kế. Gì nữa vậy cô hai? Hít chị mệt, chị đói bụng với chị buồn ngủ. À, thì đang đi về nhà nè. Chị đi hết nổi rồi tôi chống cằm suy nghĩ chứ muốn sao chị hồng nói gì đưa hai tay ra phía trước đôi mắt nhắm nghiền miệng mỉm cười ghét thật tôi lắc đầu hiểu rồi biết rồi cô hai hích tôi xoay lưng lại chị hí hí mắt nhìn tôi xong vui vẻ đứng dậy leo lên lưng cho tôi cõng cõng chị thì nổi nhưng mà cõng từ đây về tới phòng chắc đem chôn tôi luôn quá tôi cõng chị đi trên đường Mệt thì mệt nhưng vẫn vui vì sau lưng chị đang vui vẻ ngả đầu lên vai tôi. Đi ngang hàng bán cá viên chiên, chị chỉ tay, tôi dừng lại mua cho chị hai sâu cá viên chiên sau đó lại tiếp tục cõng chị đi về. Vật vả, thở hồn hển than thở, cười đùa, thậm chí nằm lăn ra cả giữa đường cả chục lần hai đứa mới về được tới khách sạn. Dụng rời tay chân, ai nói cõng con gái đi giữa đêm Đà Lạt thế này lãng mạn là tôi bẻ răng đứa đó liền. Cực kỳ giờ hơi và lãng nhách thì có. Mệt điên cả người đây nè mất khoảng 20 phút để ra tới hồ chứ lúc về mất gần tiếng mới lết về tới nơi. Chị thì sung sướng lắm, dẫn cả đoạn đường về giờ mệt nằm ngủ ngon lành trên vai tôi, tay vẫn cầm cây cá viên chiên chưa ăn hết, mắt nhắm nghiền mặc cho tôi xấu hổ với nhỏ tiếp tân trực quầy. Lấy chìa khóa, cười trừ với nhỏ xong tôi lấy hết sức tàn còn lại cõng chị lên phòng mở cửa xong rồi nhẹ nhàng để chị xuống giường, cởi giày, cởi nón, đắp mền xong mới bỏ qua sofa nằm uống trà. Giờ trà nóng hay lạnh gì tôi cũng quất tuốt, Hít, sao trong phim tụi tôi cõng nhau coi bộ lãng mạn nhẹ nhàng lắm, còn tôi cõng chị phải nói là thừa sống thiếu chết, quên cả cái lạnh của đêm Đà Lạt luôn. Mệt, giấc ngủ đến vội vàng khi trên tay tôi vẫn chưa kịp đặt ly trà hết nước xuống bàn. Đôi khi ồn ào như vậy cũng tốt, đôi khi khó hiểu trẻ con như với chị cũng tốt. Không phải suy nghĩ nhiều về chuyện đã qua. Như thế giấc ngủ sẽ đến nhanh chóng và đêm Đà Lạt sẽ bớt lạnh hơn ngay cả trong mơ. Sáng ra, bình minh thức giấc dưới cái lạnh sớm mai suýt tí tôi đã tự buột miệng, Sài Gòn bình yên không nhỉ. Tôi xoay người trên ghế sofa quay mặt ra phía ban công, ánh nắng len vào phòng một cách yếu ớt nhưng cũng đủ làm hồng đôi má chị đang ngồi ngủ ngon lành trong đống mền bông. Tôi đang cố nghĩ lý do sáng nào thức dậy cũng thấy chị ngồi ngủ dưới sofa cạnh tôi, hoặc là chị sợ ma ngủ trên giường một mình không dám, hoặc văn vẻ hơn tí là chị lo tôi một mình. Lý do nào cũng hợp lý và cũng làm tôi bật cười khẽ một mình ở đà lạt người ta có lý do để ngụy biên cho cái tính lười tắm của mình tôi cũng vậy thiệt là lười đi tắm dưới cái trời lạnh xe này nhưng mà cả ngày hôm qua lăn lê bò lết dưới đất với chị về là gục luôn trên ghế nên giờ cảm thấy cần phải tắm nhìn kỹ lại chị của tôi còn dơ hơn tôi nhiều áo chị lấm lem màu đất son môi dầu mỡ của cá viên chiên kẹo bông có cả mấy cánh hoa li ti vương trên cổ áo vô tư thấy sợ lúc đó tôi quên mọi cảm giác lạnh tôi ngắm chị không phải ngắm chị vì chị đẹp hay ngắm tới cách nhìn tôi vẫn nhìn những người con gái xinh đẹp khác những lần cà phê với đám bạn được dựa tôi ngắm chị với cách nhìn của một thằng em đối với chị gái mình từ nhỏ tôi thường nghĩ tôi không giỏi làm anh cho lắm càng không thích uýnh lộn với thằng anh tôi thích có một người chị vì sao ư đơn giản nếu có một người chị gái tôi sẽ vừa được chị chia sẻ chăm sóc bằng những điều một người chị sẽ làm với em trai mình và ngược lại khi cần tôi cũng sẽ che chở cho chị những khi chị yếu đuối vì dù là chị thì chị vẫn là một phái yếu không thể tin được điều ước vô vơ lúc nhỏ giờ lại thành sự thật không phải chị ruột nhưng cảm giác lúc này tay chị nắm lấy tay tôi thực sự ấm áp như một gia đình điều tôi vẫn chưa bao giờ có kể từ lúc tôi đủ lớn để cảm nhận cuộc sống sau đêm qua tôi biết sẽ không mất nhiều thời gian nữa để nâng cấp mối quan hệ của chị và tôi từ hai người xa lạ quen biết nhau trở thành chị gái và em trai ngày em đi có lẽ không quá tệ như tôi vẫn nghĩ vì tôi sắp tìm được chị nằm nghĩ ngợi vu vơ thi thoảng mỉm cười khi tay chị bất giác siết nhẹ nhẹ tay tôi đêm qua chơi mệt mỏi nên giờ ngủ ngon như chú mèo lười tôi cũng mệt nằm nghĩ về chị đã đời tôi nhắm mắt ngủ hồi nào không hay kệ sự đời kệ chị ngồi ngủ dưới nền luôn ai biểu ngủ trên giường không chịu nhảy xuống ngủ dưới đất với tôi chi dáng chịu lại thức giấc kiến bò dần dần trong bụng Lần này thức dậy trời bớt lạnh hơn, nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ trưa. Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh, đống mền bông của chị nằm dưới nền còn chị thì chẳng thấy đâu, điện thoại cũng quăng bên cạnh tôi. Kệ, tôi đi tắm, thay đồ, hôm nay tắm đỡ khổ hơn vì cũng ngồi mò được cách sử dụng máy nước nóng. Tắm xong mà chị vẫn chưa thấy về, điện thoại quăng trên giường không chịu mang theo nữa lấy gì kiếm. Thôi kệ nằm chờ chị một tí rồi đi kiếm cũng được, thời tiết không được ấm áp nên nằm trong phòng cho khỏe nằm được một chút thì có tiếng cọc cạch mở cửa phòng một cái đầu xinh xắn đội mũ len trắng thò vào phòng nhìn xung quanh cha có gì mở ám đây nè vào phòng mà đưa đầu vô trước thăm dò được làm bộ ngủ coi chị giờ trò lén lút gì không biết hình như thấy tôi vẫn còn nằm trên ghế nên chị yên tâm gión rén sách giày bước vào phòng trên tay chị cầm cái khung gì vuông vuông đi ngang chỗ tôi nằm chị dừng lại ghé mặt sát vào ghế kiểm tra xem tôi còn ngủ không hơi thở chị nhẹ nhẹ phả vào mặt tôi thơm thật người chị tỏa ra mùi hương nhẹ của nước hoa và cả mùi xương, mùi gió Đà Lạt nữa. Phải chi không giả ngủ tôi đã ngồi bật dậy trêu chị rồi. Kiểm tra tôi xong chị quay lưng đi về phía tủ, sau đó xoay cái khung vuông vuông trên tay bước ra ban công đứng ngắm nhìn. Tôi cũng gión rén ngồi dậy xem xem chị đang say sưa ngắm cái gì mà đầu chị lắc qua lắc lại như trẻ con vậy. Tôi cứ tưởng tôi đang mơ một giấc mơ đẹp thì phải, trước mắt tôi là hình ảnh chị đứng ngoài ban công, trên tay cầm một bức tranh màu trì tôi đứng cũng không quá gần chị nên chỉ thấy thấp thoáng hình vài cái cây hoa và gương mặt một cô gái đang nhìn về phía xa e hèm chẳng lẽ chị của tôi biết vẽ hay sao nhỉ thì ra nữ hoàng nhà ta cũng có tâm hồn nghệ sĩ lắm chứ dỡn à nghĩ đến đây tôi mỉm cười bật thành tiếng và tất nhiên chị cũng phát hiện ra tôi đang đứng sau lưng âm thầm theo dõi hết cái bí mật nhỏ xíu chị cất công cất sức giấu tôi từ lúc về đến giờ vừa quay lại chị đã phùng mang trận má la lên a à, đồ nhóc con đáng ghét Tôi bật cười thành tiếng. Ha ha gì mà mờ ám giấu nhóc đó. Trời ơi, đồ đáng ghét, tự nhiên thức chi vậy? Cái rể, đâu ra cái quyền không cho người ta thức dậy hử? Quyền cái đầu nhóc á. Hu hu còn lén đứng sau lưng chị nữa, đáng ghét. Nói xong chị chạy vào phòng nhảy lên giường trùng mền lại nằm im, không biết là xấu hổ hay giận tôi nữa, người gì hành động lúc nào cũng kỳ lạ khó hiểu lớn rồi mà chẳng có tí nào người lớn hết cứ như trẻ con rất dễ thương tôi bật cười đi lại giường ngồi kế bên khẽ kéo kéo cái mền ra chị thì cuộn chặt trong mền nhất quyết không hé đầu ra cho tôi nhìn thấy đồ đáng ghét nghỉ chơi với nhóc rồi đi chỗ khác đi nhà gì tự nhiên ghét nhóc nhóc có làm gì đâu thì ai biểu nhóc cứ cứ sao cứ theo dõi chị chứ sao ê cái này ngộ à nhóc nằm im trong phòng tự chị đứng ngoài đó trước mặt nhóc nha nhưng mà hồi nãy sao không chịu thức luôn đi tự nhiên tự nhiên thức chứ gì ngủ rồi sao mà biết cái bí mật của ai đó đó ha ha a à, mệt nhóc quá nha đồ đáng ghét con nít mà danh ma xảo quyệt gian thấy sợ chọc chọc hoài ha ha thì ai biểu chị tỏ thái độ vậy chi ai mà không chọc người đó bị khùng chắc nhóc mới khùng đó đồ nhóc con xạo sự trời trời chưa thấy ai ngang ngược như chị nói xấu tôi một cách trắng trợn công khai hồn nhiên như vậy tội này xứng đáng bị chọc quê nhiều hơn mới vừa tôi mỉm cười cầm bức tranh của chị lên tay ngồi nhận xét đủ to để chị nghe thấy trà để xem cây này chắc là mấy cây thông có hoa nữa nè hoa này ngổ hồng biết hoa gì kệ rồi cái này là mặt trời đúng không ta mặt trời nằm chỗ này cũng được còn cô gái này là ai hồng lẽ là nữ hoàng nhà mình chắc không phải hồng lẽ vừa vẽ mà vừa xuất hiện trong tranh với lại nữ hoàng nhà mình đâu có đẹp như cô gái này nữ hoàng xấu xí bốp một cú cốc đầu mạnh tối đa ngay trên chán làm tôi suýt bật ngửa té xuống giường hai tay tôi bỏ bức tranh ra ôm lấy đầu chưa kịp thủ thế nữa chị đã ngồi bật dậy nhảy lên người tôi hai tay ra sức ngắt nhéo tôi nè đồ nhóc con đáng ghét cho chết luôn nè dám chọc chị hả đồ nhóc con trời ơi đau thôi thôi xin lỗi. Ha ha xin lỗi mà. ui ra Xí, con cười nữa. Chị ngắt cho chết luôn. Đồ nhóc con. Ha ha thôi không cười nữa. Đau mà. Ê đừng có ngắt chỗ đó. Chết người đó. Cho chết luôn. Con run xéo lắm cũng quằn. Đằng này cả thân người đè lên mình tôi lại còn ngắt nhéo lấy gì tôi chịu nổi, phải phản công mới được. Ngay lập tức tôi chọt hai tay vào hông chị, hiệu quả tức thì chị phi cười nhảy khỏi người tôi ai nhột mà hi hi đồ đáng ghét cho chết nẻ. chị cầm cái gối nện túi bụi vào tôi gối bông nên chị đánh cỡ nào cũng hỏng thấm kệ lỡ rồi chơi tới bến luôn tôi sắn tay áo lao vào ôm lấy chị đè xuống mặc cho chị chống cự dễ dụa tôi vẫn đè được chị xuống để trọt cù lét tất nhiên chị cũng không vừa hai tay chọt lại tôi hi hi đồ vũ phu thả chị ra Thả cái gì? Nãy hùng hổ lắm mà. Thả ra. Đồ khó ưa. Uýnh phù mỏ giờ. Hi hi nhột mà. Ui ra kêu thả sao còn cắn người ta. Đau quá. Vậy là hai đứa dẫn làm dùng cái phòng lên. lăn lê từ trên giường tới dưới sàn, chăn mền ra giường gối nằm đều vứt tứ tung khắp phòng. Hít lần đầu tiên gặp nhau cũng vô tư dẫn, lần này dẫn trong phòng riêng nên hai đứa càng có điều kiện thoải mái dẫn với nhau chẳng sợ ai nhắc nhở đau thì có đau, vui thì có vui mà mệt thì mệt bở hơi tai. Sức người có hạn, tôi đành nằm im đầu hàng nhường phần thắng cho chị. Thôi tôi nằm dài ra, chị vẫn đè lên người tôi. Bảo đảm chị cũng mệt nên khi nghe câu đầu hàng của tôi chị cũng lăn ra một bên nằm thở. Hi hi chưa gì hết chịu thua rồi, hỏng vui gì hết. Vui cái nổi gì, chị cũng mệt muốn chết còn làm bộ. Xí, đủ sức uýnh thắng nhóc là được rồi ha. Thôi nghỉ, đang đói mà còn giỡn kiểu này chắc đem chôn sớm quá. Xí, chết luôn cũng được, ai biểu nhóc con chọc chị chi. Hồng cần ai biểu, thích thì chọc thôi à. Muốn bị nhéo nữa hả? Đáng ghét. Hi hi. Chị đưa tay nhéo vai tôi một cái, miệng thì cười khúc khích. Tôi cũng hồng đỡ làm gì cười đáp lại. Tôi và chị nằm im nghỉ mệt tự nhiên nghĩ ngày nào cũng giỡn như trẻ con với chị thế này thì tốt biết mấy, chị em vui vẻ với nhau. Không phải lo nghĩ về cuộc sống, về những điều xô bồ ồn ào bon chen giữa dòng đời thì thoải mái biết bao. Có lẽ chỉ những lúc giỡn thế này người ta mới quên đi tất cả những âu lo và nhất là quên những suy nghĩ về em. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, nói thì nghe có vẻ to tát quá. Giỡn cho đã rồi thì giờ hai đứa nằm im lặng nghỉ mệt. Chỉ còn tiếng xe, tiếng người, tiếng cuộc sống nhộp nhịp bên ngoài. Tôi giờ bức tranh của chị ra, ký ức tôi không đủ để nhớ rõ từng chi tiết, nhưng gương mặt và ánh mắt xa xăm của cô gái trong ảnh khiến tôi cảm nhận điều gì đó, điều gì đó tiếc nuối và khao khát. "Trả cho chị, chưa xong mà nhìn gì?" Chị giật bức tranh trong tay tôi nhưng mang tiếng giật chứ chị chỉ đưa tay cầm lấy bức tranh kéo gần về phía mình thôi. "Chị vẽ hả?" "Ừm, vậy là sáng nay dậy chạy đi vẽ tranh." "Ừm, buồn ngủ lắm luôn." đẹp đó cảm ơn nha nhóc con biết gì mà bày đặt nịnh sao không biết con nhà nòi đó nha là sao máu nghệ sĩ đầy người nẻ xí xạo vừa thôi xạo đâu cha nhóc là họa sĩ mà thiệt hôn chị nằm quay mặt qua nhìn tôi tỏ vẽ thích thú thiệt tôi ngập ngừng cha nhóc là họa sĩ mà hi hi vậy cha nhóc là nghệ sĩ rồi ờ chắc vậy vì là nghệ sĩ nên nên gì nhóc tôi bật cười nghèo tôi mỉm cười còn chị chắc hơi sốc khi tự nhiên đang vui tôi lại mang cái chữ nghèo ấy ra phá tan không khí vui vẻ đang có trong căn phòng tất nhiên ngay lập tức tôi cảm nhận được mình vừa nói điều không nên nói tôi quay qua cầm bức tranh chị về gần trước mặt mỉm cười đùa đó nhưng mà chị biết vẽ hồi nào vậy ừm chị mới học mấy tháng hà mấy tháng mà vẽ đẹp vậy rồi khỏi cần nịnh đâu ha chị vẽ còn yếu lắm bị thầy dạy vẽ cốc đầu hoài sao cốc đầu gì như con nít vậy hi hi tại chị toàn vẽ linh tinh không luôn ờ giỏi có tiềm năng thành nghệ sĩ rồi đó ha ha đáng ghét chị cười xoay người nằm ngửa lên tay kéo bức tranh lại gần mình đố nhóc biết người trong hình là ai e hèm nhóc chịu thua chị đi vẽ lấy cảnh ở đâu nhóc còn không biết lấy gì biết nhân vật là ai xí đồ khờ hồng thấy mặt giống chị hả cái gì chị vẽ mà giống chị chi đừng nói với nhóc là chị tự vẽ mình à nha chứ sao thấy chị vẽ mình đẹp không hích chưa thấy họa sĩ nào tự vẽ mình như chị hết nếu có chắc tại tôi chưa biết hoa sĩ đó là ai trời đất rồi nãy giờ chị đi đâu vẽ đó chị ngồi ngoài bờ hồ nè rồi sao hổng thấy cái hồ đâu hết vậy hi hi chị đâu có vẽ cái hồ chị chỉ vẽ hình ảnh chị nghĩ ra thôi ờ vậy thôi ta ở phòng vẽ luôn đi bày đặt chạy ra hồ ngồi vẽ chi cho mệt người kệ chị nha chị thích rồi sao thì hổng sao chưa thấy ai như chị chạy ra hồ ngồi vẽ đã đời vẽ cảnh đâu đâu lại còn lấy mình ra làm nhân vật chính nữa hi hi tại chị thích tôi im lặng cười nhìn thẳng vào bức tranh nét vẽ tuy còn khá lung tung nhưng vẫn có thể phân biệt đâu là cây đâu là người đâu là hoa hay vẽ thì cũng đẹp vậy mà bày đặt dấu dấu chi không biết tại chị chưa vẽ xong mà chưa vẽ xong sao chạy về đây chi chị sợ nhóc dậy hổng thấy chị nên chị mới về nè trời sao chị biết nhóc thức giờ này mà về Ai biết đâu, đoán thôi. Chứ không phải đói bụng chạy về bắt nhóc dẫn đi ăn hả? Chị cười quay qua nhéo nhẹ vào vai tôi. Uýnh nhóc chết giờ, làm như chị là heo ham ăn nhớ nhóc không bằng. Ừ, đoán thôi người ơi, đáng ghét. Ủa mà chị bộ chị tính làm họa sĩ thiệt hả? Hồng có. Chứ sao tự nhiên học vẽ chi? Vì 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 gì mà khó nói dữ? vì hồi trước chị coi cái phim đó đó rồi thấy nhỏ vai chính vừa xinh đẹp vừa biết vẽ ờ hiểu nên thích vẽ chứ gì hi hi đúng rồi tại chị xinh đẹp rồi nên chị nghĩ chị phải học vẽ mới có được người yêu đẹp trai như nhỏ đó trời đất tôi muốn á khẩu với câu trả lời chẳng biết là đùa hay ngây ngô của chị nữa có vụ tại chị xinh đẹp rồi nữa hả tất nhiên chị nghinh mặt chăm chú nhìn vào bức tranh miệng trả lời với gương mặt tỉnh dụi đúng với hai từ tất nhiên sự thật hiển nhiên là chị sinh mà cứ cho là chị sinh đi nhưng làm cái khác cũng có người yêu vậy mắc gì cứ phải biết vẽ ừm chị cũng có suy nghĩ vấn đề này rồi nhưng mà nghĩ nhiều chị nhức đầu lắm chị thích có người yêu như vậy chị thích giống nhỏ đó chị thích cái phim đó phim gì mà chị cuồng dữ vậy trời bí mật mai mốt chị cho nhóc coi chung với chị ẻo có bộ phim thôi cũng bí mật chứ sao phim của chị mà. Gì phim của chị? Hi hi quên, phim của chị thích. Hình như tự chị chưa hài lòng với câu trả lời của mình, ngay lập tức chị nói tiếp luôn. Nhưng nhất định tôi sẽ là phim của chị. Chưa hiểu lắm. Ừm, chị sẽ làm nó thành phim của chị. Hích, càng lúc càng dối rồi đó nghen. Làm thành phim của chị là sao? Sao làm được cô hai? Bộ tính làm đạo diễn đạo phim của người ta hả? Không phải. Mà chị sẽ làm nó thành của chị. Nghĩa là sao? Trời ơi ngốc quá nha nhóc khùng. Thì ý chị là nó sẽ là câu chuyện của chị đó. Ờ, theo nhóc hiểu thì chị tính đưa phim thành thật. Ừm, tôi im lặng. Không phải im lặng vì tính cánh thường ngày của tôi mà im lặng vì tôi đang dáng nhịn cười nếu không phải là tôi mà là ai khác cũng vậy bảo đảm sẽ phì cười với câu trả lời rất thẳng cộng với gương mặt nghiêm túc của chị bộ chị tính làm thiệt hả thiệt nghiêm túc ừm tôi thôi cười chị nói nghiêm túc thì nghĩa là chị sẽ làm có thể đó là điều ngu ngơ mơ mộng nhưng nếu là nghiêm túc thì ý định của chị không buồn cười chút nào chị quay qua nhìn tôi bộ nhóc hồng tin chị làm được hả không phải không tin mà thấy nó sao sao ấy mơ mộng đúng không ừm chị biết mà phong cũng nói giống nhóc vậy hắn còn cười ầm lên khi nghe chị nói vậy nữa đó bực mình dễ sợ ờ ờ kệ chị thích chị sẽ làm nhóc biết không chị thích làm những gì người ta nói không thể với lại sao với lại chị không thích cái kết của phim đó chị muốn làm cái kết khác ừm nhóc hiểu nhưng mà vì một phim mà chị tính thay đổi cuộc sống của mình sao hi hi nhóc khờ làm điều chị thích mới là chị đúng không nè chị cười cốc nhẹ lên đầu tôi tất nhiên câu trả lời đơn giản của chị rất thuyết phục khiến tôi không còn nghi ngờ gì về ý định có vẻ mơ mộng và mạo hiểm của chị ừ nhỉ cuộc sống xô bồ lắm người ta chạy theo guồng quay hối hả của đồng tiền danh vọng mấy ai dừng lại và nghĩ rằng nên làm theo những điều mình thích hay đơn giản là dám sống vài phút nào đó trong mơ mộng hay không chỉ một chút thôi nhé vì giữa mơ mộng và thực tế cuộc sống rất khác nhau cũng như đời có thể là phim nhưng phim chưa chắc sẽ là đời nhưng với chị thì khác có lẽ chị nhất quyết muốn biến điều không thể thành có thể vẽ một bộ phim trở thành cuộc sống thật khó tin và viễn vông nhưng chẳng có gì sai cả đó là chị kia mà ha ha bộ lúc nào chị cũng suy nghĩ mơ mộng như vậy hả tôi mỉm cười hỏi chị tất nhiên tôi vẫn sợ câu hỏi của tôi làm chị buồn và giận tôi nhưng không Ừm, nhóc biết không, chỉ khi nào chị suy nghĩ mơ mộng như vậy chị mới cảm thấy thoải mái Hồng bị đau đầu đó nhóc. Đi làm mệt lắm lúc nào cũng phải suy nghĩ, tính toán hết. Nhiều lúc chị mệt mỏi tới chết luôn. Hích, nên lúc nào Hồng phải làm việc chị muốn mình mơ mộng nè, suy nghĩ linh tinh, làm điều chị thích như vậy chị mới vui vẻ nè, làm việc mới tốt hơn nè. Nhó hiểu rồi, hèn gì chị thích làm con nít. Hi hi đúng rồi, làm con nít mới vui đúng không nhóc. Ừ tất nhiên. Tôi và chị im lặng, nói linh tinh nãy giờ cũng nhiều, cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều nữa. Mỗi người chọn cho mình cách để sống vui vẻ, cách để thư gian sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi, áp lực. Và chị chọn cho mình cách mơ mộng, làm những điều người khác cho là không bình thường để tìm niềm vui. Tôi chưa biết công việc của chị là gì, nhưng có lẽ dù công việc gì người ta cũng mang rất nhiều áp lực và trách nhiệm. Có lẽ tôi nên học theo chị, học một chút mơ mộng, một chút cách sống trên mây như những bộ phim, những câu chuyện trong tiểu thuyết để tìm niềm vui sau những giờ học tập làm việc mệt mỏi. Tôi với chị cứ nằm như vậy sau khi nói chuyện đã đời, mỏi cả miệng. Chợt giật mình rằng hình như tôi đã khác trước rất nhiều. Giờ đây tôi đã biết tám chuyện nhiều hơn với người khác, ừ thì ai rồi cũng phải khác mà. Nhưng cũng phải công nhận chỉ có chị là người làm cho tôi nói chuyện một cách thoải mái như vậy. Điều mà ngay cả em cũng chưa bao giờ làm được phải nói là với em hai đứa đứa nào cũng im im lạnh lạnh như vậy mới đúng là cặp đôi suýt hoàn hảo chứ chỉ là suýt thôi nhé vì hai đứa đâu còn là của nhau nữa đâu đói bụng nhưng nhờ dẫn với tám chuyện mệt quá nên hai đứa nằm lăn ra ngủ ngon lành ngay trên nền sàn luôn chẳng thèm bò lên giường xung quanh mền gối cả mấy cái áo bông của chị nằm lung tung khắp phòng tôi thức dậy bởi hơi thở nhè nhẹ phả vào mũi thơm mùi son mùi con gái cảm giác bình yên lắm thoải mái lắm giữa cái tiết trời xe xe cơn nắng nhẹ chiếu vào phòng tôi đứng dậy vươn vai gần chiều tối rồi mà cảm giác cứ như buổi sớm mai khi tâm trạng con người ta nhẹ nhàng thoải mái thì lúc nào mà chẳng phải bình minh tôi quay mặt nhìn chị nằm ngủ ngon lành dưới sàn mỉm cười đôi khi có một ai đó thân thiết kề bên ngay lúc ta đau nhất đó là điều may mắn và ta sẽ đi qua nỗi đau một cách nhẹ nhàng dịu dàng hơn tôi lại đi vệ sinh cá nhân xong đánh thức chị dậy để đi ăn cả ngày có ăn uống gì đâu vừa thức dậy chị đã phụng phịu cái mặt vì bị phá giấc ngủ ngon và cũng vì đói bụng hôm nay tôi đưa chị đi ra quán ăn nhỏ nằm nép mình dưới con dốc quán ăn tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ tôi chẳng biết quán ăn này đâu chỉ là sách xe chở chị chạy vòng vòng thấy cái biển gỗ nên ghé đại vào thôi hai đứa gọi món quán nhỏ nhưng thực đơn khá phong phú và tất nhiên tôi im lặng để chị chọn món muốn chọn tôi cũng chẳng được chị cho quyền chọn ăn uống no nê chị lại đòi tôi trở đi vòng quanh hồ mua vài sâu cá viên chiên vài củ khoai nướng rồi lại đưa xe đi đến Đà Lạt nay quán cà phê mà tôi chót yêu ngay trong lần thứ hai được đến Đà Lạt lần trước là lúc còn nhỏ theo đoàn tham quan của trường mẹ tôi dạy lần này thì đặc biệt hơn đặc biệt hơn rất nhiều có lẽ đặc biệt nhờ phát hiện cà phê này hay sao nhỉ Gọi một ly cà phê cho riêng tôi, một ly cà phê kem dành cho chị. Tôi và chị lại trò chuyện những câu chuyện không đầu không đuôi, chẳng đặc biệt cũng chẳng liên quan gì nhau. Vậy mà mãi đến khi sương xuống ướt khung cửa kính, tiếng nhạc nhỏ hơn, tiếng trò chuyện xung quanh thưa thớt hơn tôi mới đứng dậy chờ chị trở về phòng. Vậy là ở lại Đà Lạt cũng khá lâu rồi đó nhỉ, đã bắt đầu nhớ Sài Gòn. Tất nhiên tôi vẫn chưa dám nói với chị vì lý do chị bắt tôi ở lại là chờ Sài Gòn đưa em đi kia mà. Nhóc ngủ chưa? chưa? Sao chị không ngủ đi? Hồi sáng ngủ nhiều quá trời tự nhiên chị ngủ hỏng được. Ừm vậy qua đây ngồi chơi nè. Chỗ đó lạnh không? Cũng lạnh. Đem mền xuống đây. Ừm. Chị mỉm cười đứng dậy ôm theo đống mền bông chạy lại ghế chỗ tôi ngồi uống trà. Sao nhóc hỏng lên giường ngủ? Ừ chưa buồn ngủ. Xí. Có thấy đêm nào nhóc ngủ trên giường đâu? cũng hỏng biết nửa kệ ngủ đâu cũng được quen rồi mà khó hiểu khó hiểu là chị kìa sao khó hiểu thì sáng nào ngủ đây chị cũng ngồi ngủ kế bên chứ sao cái đó tại tại gì tại thôi kệ chị nhóc con hỏi làm gì nhiều chuyện trời đất hi hi chị giật ly trà trên tay tôi uống một hơi hết sạch nhăn mặt vì đắng rồi cuộn mình vào chăn dựa đầu lên vai tôi trời lạnh tôi cũng lười nói chuyện nên mặc chị muốn làm gì làm rót thêm trà ra ly đưa mắt nhìn ra bên ngoài có thể thấy rõ những hạt mưa phùn bên ngọn đèn đường có thể thấy rõ bóng cây nghiêng nghiêng phía xa tôi cứ nghĩ ngày em đi chắc tôi sẽ đau như thế nào khác kia chứ không phải như thế này tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đau theo kiểu nào đó chứ không phải im lặng như bây giờ có cảm giác nhẹ nhàng xe xe nào đó trong lòng hay vì tôi chưa biết phải đau như thế nào chăng tôi im lặng cũng gần một giờ đêm, vai tôi càng lúc càng nặng vì cả thân người chị ngủ nằm hẳn lên một bên vai tôi. Khẽ kéo chị nghiêng hoàn toàn lên ngực tôi để chị nằm thoải mái, tôi tiếp tục dòng suy nghĩ riêng mình. Chợt tiếng điện thoại reo nho nhỏ vang lên. Tôi bắt máy, là Hân. Alo Hân nè. Ờ ờ. Nói chuyện gì thấy ghét vậy? Ờ có gì không? Ngủ chưa? Ờ chưa? Vậy. Vậy ra chạm xe đón Hân đi. Là sao? Mệt quá sắp tới chạm xe rồi nè ra đón hân nghen nhưng mà sao chưa gì đã cúp máy tôi còn chưa kịp hiểu vấn đề nữa mà trời tự nhiên đâu chạy lên đây nửa đêm nửa hôm chi không biết nữa nói vậy thì nói tôi cũng khẽ đặt chị nhẹ nhàng xuống ghế lấy gối chèn vào dưới đầu chị kéo mền đắp lên người chị rồi mặc áo khoác đi xuống quầy tiếp tân vẫn là cô bạn tiếp tân hôm trước tôi xuống xin thêm mền có chuyện gì không anh nhỏ đứng dậy tay rụi rụi mắt cho tỉnh ngủ khi thấy tôi lui cui dắt xe máy ra ngoài à anh chạy ra chạm xe rước đứa bạn mới lên dạ sao bạn anh lên khuya vậy ạ à? anh cũng không biết anh biết đường đi chưa ừ anh biết rồi cảm ơn em tôi để xe xuống dưới đường rồi mới để máy tiếng xe làm anh bảo vệ ngồi ngoài cổng cũng giật mình thức dậy tôi đưa xe chạy chậm chậm trên đường giờ nay đường vắng nhưng không đến nổi thiếu bóng người qua lại nhất là khi những chuyến xe đêm đang và đang chuẩn bị về bến tôi dừng xe ở một góc đường phía ngoài trạm xe những người khách đang lục đục lên xe chuẩn bị cho hành trình trong đêm về sài gòn tôi đứng bên đường nhìn như một người lữ khách phương xa đưa ánh mắt chăm chú nhìn vào dòng chữ thành phố hồ chí minh trên thân xe giá mà tôi đang ngồi trên chuyến xe ấy để về sài gòn thật nhanh thật nhanh nhỉ xe lăn bánh khuất sau dãy phố khuất sâu vào màn